Dưới sự dẫn dắt của tiền đạo xuất sắc Marcus Rashford, đội bóng Manchester United đã có một mùa giải thành công với anh ghi được 30 bàn thắng trong 56 trận thi đấu. Những thành tích đáng chú ý này đã giúp Rashford ký một hợp đồng mới với sân Old Trafford trị giá lên tới 325.000 bảng mỗi tuần và kéo dài đến năm 2028. Tuy nhiên, trước mùa giải mới khởi tranh vào ngày 15 tháng 8, Marcus Rashford không ngừng thể hiện sự quyết tâm khi tuyên bố mục tiêu của anh là ghi được tới 40 bàn thắng trong mùa giải tới, nhằm giúp Manchester United giành những danh hiệu lớn dưới thời huấn luyện viên Erik ten Hag. Rashford chia sẻ rằng trước khi trở về từ World Cup, anh cảm thấy có sự thay đổi về tâm lý và như đang ở bên cạnh những cầu thủ giỏi nhất thế giới tại thời điểm đó. Mục tiêu ghi 20 bàn thắng của anh trong mùa giải trước đã được vượt qua một cách ấn tượng khi anh ghi được 30 bàn. Vì vậy, Rashford quyết tâm tăng số bàn thắng ở mùa giải mới và đặt ra mục tiêu cao hơn là 35 hoặc thậm chí 40 bàn thắng. Tuy nhiên, cuối mùa giải trước, anh đã phải đối mặt với một vài chấn thương và không hoàn toàn ổn định, dẫn đến việc các bàn thắng bị giảm xuống một chút. Tuy vậy, Rashford tin rằng nếu giữ được phong độ và tránh chấn thương, anh có thể tiếp tục tỏa sáng và đạt được mục tiêu ghi bàn cao trong mùa giải mới. Với việc Manchester United có huấn luyện viên Erik ten Hag, Rashford rất ấn tượng với phong cách dẫn dắt của ông. Ông không chỉ nhắm tới việc lọt vào top 4 mà hơn thế, ông muốn giành các danh hiệu lớn và luôn khích lệ các cầu thủ cố gắng và giành chiến thắng, không quan trọng giải đấu nào họ đang tham gia. Sự động viên và niềm tin từ huấn luyện viên ten Hag là động lực lớn giúp Rashford quyết tâm thể hiện tốt nhất khả năng của mình trong mùa giải mới.